Xin kính chào toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh mua bán ô tô cũ của em Khải Đăng ở Hải Phòng. Khải Đăng ô tô thì chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng xe đã có sử dụng từ 2 đến 16 chỗ ngồi. Vậy thì anh em nào có chiếc xe nào muốn mua cũng như chiếc xe nào muốn bán, anh em cứ gọi điện trực tiếp cho em với số điện thoại 0326062789. Em thì thực ra không phải là kêu, nhưng mà rất nhiều anh em nhắn tin cho em nhưng em trả lời cũng không được nhanh đấy, cũng không được ngay đấy. Thì lắm lúc anh em nhắn rồi 8 tiếng sau em mới trả lời thì em đã bán mất xe rồi. Vậy thì anh em nào muốn mua xe, anh em đừng ngại, hãy nhấc điện thoại lên hỏi cho em. Gọi cho em với số điện thoại 0326062789 để em tư vấn cho nó kịp chứ. Ví dụ như con này đây, em sẽ review luôn cái chiếc Toyota Vios đời 2006 số sàn máy 1.5 màu đen vừa cập bến chợ ô tô miền Bắc. Đó. Con này hiện tại bên em đang bán giá 166 triệu đồng, vừa lên hình cho anh em luôn. Em là giám đốc bán hàng phụ trách ngoài chợ ô tô miền Bắc này thì em sẽ quyết định giá bán. Tất cả những vấn đề liên quan đến chiếc xe đều là do em quyết định hết. Vậy thì anh em nào chỉ cần liên hệ trực tiếp với mình nhé, hoặc là anh em, tất cả những anh em ở chợ ô tô đây, anh em đều có được cái giá bán thống nhất của bọn em đưa ra là 166 triệu đồng để cho đấy phục vụ nhân dân. Vậy thì anh em nào cảm thấy chiếc này phù hợp với mình, liên hệ với em số điện thoại 0326062789. Em là Khải Đăng, năm nay em mới có 18 tuổi. Na răng đúc này, lốp náp cực mới anh em ơi. Ở con này ăn luôn 4 quả lốp, 14 quả na răng này anh em đã có chục triệu rồi. Đó, cụm bên trên có cụm phanh đĩa kìa, bên dưới thì phanh tăng trống thôi. Màu đen bóng loáng luôn. Con này anh em đã cho đi sơn quê nhé anh em nhé, xước sắt ở đâu sơn ở đó. Nên là rất là đẹp, mượt, bóng loáng, không có một cái vết xước nào luôn. Đẹp như mới, anh em về không phải làm bất cứ một cái gì, chỉ việc đổ xăng và đi thôi. Con này lại có một bệnh nặng chung, hết xăng là không chạy được. Đó. Con này có cái bệnh chung là hết xăng là không đi được anh em ạ. Vậy thì anh em nào mà cảm thấy yêu chiếc này thì gọi điện ngay cho em. Á chà, có cả cam nùi rồi. Như vậy là màn hình cam nùi đầy đủ anh em nhé. Đó, ngon lắm, 166 triệu, rất nhiều anh em hỏi chiếc xe này. Thời gian vừa qua em phải tiếp nhận tầm 5-700 cuộc gọi. Tại vì em đăng con 205 hay một con 206 bán rồi. Nên anh em gọi nhiều lắm, hỏi cực kỳ nhiều luôn. Vậy thì anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó ok thì liên hệ ngay với em để giữ xe. Anh em có thể đặt cọc qua số tài khoản Techcombank của em. Hoặc là rất nhiều cái tài khoản khác em đã nằm chờ sẵn để anh em đặt cọc giữ xe rồi. Nhiều anh em không đến đặt cọc nhé. Đến lúc mất xe anh em lại tiếc anh em ạ. Đừng vì tiếc vài triệu đặt cọc mà anh em không dám đặt. Bọn em sẽ không lấy của các anh một đồng nào nếu anh em ví dụ đặt hôm trước, hôm sau anh em đến ngay. Bọn em sẽ ngừng giao dịch để chờ anh em đến xem. Nếu anh em không ngừng em sẽ trả lại cọc không thiếu một đồng nào nhé. Đấy là nguyên tắc làm việc của bọn em. Chứ không phải em đặt cọc em lấy luôn các tiền của các anh em, chị em. Nên là anh em, chị em đừng có lo lắng. Mà muốn giữ xe, yêu xe thì anh em hãy xem trực tiếp cái video của em này. Em sẽ review chi tiết toàn bộ tất cả những cái gì liên quan đến chiếc xe này. Cái gì ok, cái gì không ok em sẽ nói luôn. Em là người thật, việc thật và không bao giờ làm gian dối. Cam kết cái bác chiếc này không đâm đụng nặng vào ngập nước anh em nhé. Đó, phải nói từ nặng cho anh em biết. Chứ còn va quẹt thì anh em biết rồi. Đấy cũng là đâm đụng nhưng nó nhẹ nhẹ thôi. Nhiều anh em cứ đến thích sức sước bảo đây đâm, bảo không đâm. Đấy là theo năm tháng sử dụng thì anh em chắc chắn sẽ phải đâm va vào chỗ nào đó nhỏ nhỏ. Thì nó không đáng kể, nó không ảnh hưởng đến thân vỏ xe. Thì không sao anh em nhé. Đây. Ôi, ngoại thất thì không gì chê rồi. Như vậy là không thể chê một chút nào về ngoại thất hết anh em nhé. Với giá 166 triệu đồng, anh em sở hữu ngay một chiếc Toyota Vios, xe của Nhật mà. Lành thì thôi rồi, đồ đạc thì dễ, phụ tùng thì dễ thay, dễ kiếm. Đó, rồi xăng thì nó ăn có 6 lít trên 100km thôi anh em. Rất phù hợp với tất cả anh em làm chạy dịch vụ cũng như đi gia đình. Em sẽ review chi tiết phần nội thất cho anh em xem. Tay nắm cửa chrome này. Đó, mở cửa ra, etapi đây. Anh em nhìn đi, yêu chưa? Thế thôi, xe cũ anh em chỉ cần thế này thôi, cần gì nhiều. Này, keo chỉ cánh cửa đầu tiên là zin này. Đó, anh em nhìn này, đấy, ốc bản đề kìa, khá là mới sáng nhé. Bóc luôn cột kèo anh em ơi, vết đinh nhà sản xuất này. Đây, úi rồi, ngon lắm, còn nguyên anh em ạ. Như vậy là không có đâm đụng gì vào cái cánh này rồi. Đó, cam kết rồi anh em cứ yên tâm. Đây, anh em ra đây xem xe đỡ mất thời gian này. Có cái vô lăng này xấu này anh em nhìn thấy chưa? Anh em là ngồi rỗi cấu cái này, cấu cái vô lăng này. Thì cái này vô lăng này là xấu một tí bên này. Đấy, trẻ con này là anh em nào thích này, tay cái VV đây, nó mới mòn đi. Anh em là nói là cái xe này không dịch vụ taxi gì nhá anh em nhé. Nhầm hết. Kiểu gì có taxi dịch vụ anh em ạ. Không thì anh em đi gia đình mà đi hơi xa mỗi ngày đi vài trăm cây là cái chắc luôn.
Tại vì bây giờ ông chẳng ông nào ông mua Vios cái đời này về ông ấy đi đi gia đình, ông đi chơi, ông bảo xe giám đốc các thứ, nói chung là cũng cũng có nhưng tỷ lệ nó ít, chỉ có chợ ô tô miền Bắc mới có thôi. Còn con này em nói chắc chắn là sẽ phải qua tí gia đình, của gia đình rồi. Đúng rồi, xe gia đình thôi chứ không không phải xe taxi đâu anh em ạ. Ừ, taxi nó khoan đục ở kia cơ. Đấy, như vậy là bộ nội thất thì bọc ghế bọc mấy cái ghế trông là diêm dúa tí, em thì không thích đâu. Nhưng ngồi êm lắm anh em ạ. Đây ghế da bên dưới đây anh em có thể tháo ra. Ngồi êm lắm, ngồi phê lắm. Trông nó đều đẻo tí thôi nhưng mà ngồi phê lắm. Đó, rất là mới này. Có hơn 100 160 đây. Cánh cửa bên này này, ô keo zin này. Keo chỉ zin này, ô thế zin nhiều thế. Con này zin nhiều lắm anh ạ. Đây có cái kính chỉnh cơ thôi. Gần gương chỉnh điện, gương kính, gương chỉnh điện, kính chỉnh cơ. Đó, điều hòa màn hình kìa anh em kìa, nhìn phê luôn. Đây tapno rất là mới này. Tapno mới trần thì bọc 5D rồi. Chụp nhìn cái bộ áo ghế trông kinh của mẹ. À chết, sorry anh em, chết nói bậy. Chết chết chết. Em xin lỗi các bác nha. Các bác nào xem video thông cảm em với, em vừa nói bậy một câu. Anh em thông cảm. Nên anh em nhìn này, ốc bẩn nè này. Đó. Rất là ok anh em ạ. Đây, em cái đây, cái này keo chỉ nôm nhôm, mất một tí này. Còn bên dưới này là zin, chỗ này nôm nhôm. Đấy, chỉ cho anh em chỗ này nôm nhôm này. Đấy. Còn zin, cánh cửa mà anh em tránh sao được? Còn zin là zin ở những chỗ này cơ. Úi giời, rắn lắm. Đây này, zin này, đó, zin. Cột kèo là zin, không có đâm đụng ngập nước gì. Cam kết của em là không đâm đụng ngập nước gì anh em nhé. Còn cọ quẹt thì không nói nhá. Đây, nốt rất là mới này, dàn nốt này. Cực kỳ mới quay luôn cho anh em. Cua lốp rất là sáng, chưa mọt này. Đây. Rất đẹp. Em sẽ đè lỗ máy móc để xem anh con này có ngon trong cái tầm giá này không anh em nhé. Ui, đen mà jet black luôn kìa. Nhìn phê nhỉ. Con này 206.000 gỡ như 210 luôn. Đẹp thế. Yêu thế. Giờ em sẽ tắt máy đi và em đè máy cho anh em nhé. Mặt lên này. Đó lại đè luôn này. Đó. Ôi, điều hòa AC này. Red luôn anh em ơi. Màn hình đầy đủ này. Không thiếu cái gì, điều hòa red buốt rồi. À cũng không red lắm. À đây, bây giờ mới red đây. Giờ mới red đây. Rồi luôn. Ui, sướng lắm. Ngồi cái ghế này trông đều đều nhưng ngồi êm lắm nhá. Bên dưới có ghế da rồi anh em có thể bóc ra. Nha, là không thích thì vứt nó đi. Theo em thì cứ để ngồi cho nó êm đi, đường dài cho nó sướng. Đây này. Phanh tay phanh tung này. Số má này. Đó. Đây là điều hòa mức gió này, độ lạnh này, đây là AC, gió trong đây, đây gió ngoài đây, lấy gió trong này, đó. Nói chung là đây music đây, à, không không có đĩa này, cũng không bluetooth đầy đủ anh em nhé. Như vậy trước này cắm cả USB này, cắm điện thoại vào được và bắt bluetooth được luôn. Em không có cái gì để test ở đây, thử xem có đài FM xem nào, xem cái độ sôi của nó, xem loa còn chạy không. Đấy, ok, như vậy trước này là không có một lầm lỗi gì anh em nhé. À, cái mặt bên trong này thì em đã quay xong rồi. Em sẽ quay cái phần khoang máy cho phụ anh em xem con này có lỗi lầm gì không. Thì đây anh em, đây là khoang máy của chiếc Toyota Vios đời 2006, số sàn máy 1.5 đây. Cực kỳ êm anh em ạ. Đó, anh em nghe rất là đều này. Máy cực kỳ êm, không nghe một tiếng động lạ nào hết. Dàn cò mổ rất là êm. Cam kết không đâm đụng, thể hiện được những cái ốp lỗ tròn tròn này anh em này, nhìn này, đó gì phê luôn, không đâm đụng gì đấy. Tai đèn vẫn còn nguyên, bên này cũng thế. Như vậy trước này không hề đâm đụng một chút nào anh em nhé. Đây này, keo chỉ đầu đít này nguyên zin luôn này. Phần capo này em khẳng định, à đây, à ở đây 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 mất một tí zin ở chỗ này, còn chỗ này zin hết đó. Có cái gì xấu nói luôn anh em, bảo xe lúc nào cũng đẹp nó khó. Đây xem cái này mà. À đây cái bình còn xanh đét này. Như vậy là con này không phải thay bình anh em nhé. Đi đôi năm nữa thay là vừa. Máy không hề có hiện tượng rung giật. Nổ rất là êm. Em sẽ đi vận hành thử con này xem anh em đi ngoài đường có ok không, gầm bẹ có chắc không nhé. Em sẽ thử vận hành chiếc này cho anh em xem nhé. Đây, găng ti kìa. Rất đều mượt anh em ạ. Đấy. Này, cực kỳ mượt anh em này. Ôi, còi to luôn. Còi to anh em phải cho vượt này. Con này vận hành ôi cực êm nhá anh em nhé, chất lượng lắm, gầm bệ cực chắc luôn anh em, về không phải làm bất cứ một vấn đề gì hết. 166 triệu đồng, à, bao rút hồ sơ cho anh em, và anh em nào không cần rút hồ sơ sẽ giảm giá trực tiếp vào cho anh em vài triệu đồng đâu đó để anh em thiện chí xuống xem. Đó.
Ôi ngon lắm anh em ơi, thức nãy thức nung cực kỳ ngon. Ôi máy gầm cực chất. Vừa rồi thì em đã review xong cái chiếc Toyota Vios đời 2006 số sàn máy 1.5. Mức tiêu hao nhiên liệu thì rơi vào khoảng tầm 6 lít trên 100 km anh em ạ. Vậy thì em sẽ bán chiếc này cho anh em nào nhanh tay nhất gọi lại cho em số điện thoại 0326062789. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi clip của em, ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Anh em nào mới xem nhớ like và chia sẻ cũng như theo dõi kênh của em. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.